0977 6789. Anh em đang nghe chất âm của bộ micro ULX8 em nhé. Đây là một trong cái dòng mic rất cao cấp của bên em, vừa mới về luôn. Tiếng phải nói là rất là ấm, rất là chất lượng đúng không ạ? 0977 6789. Tiếng mic rất là bay nhá và rất là ấm. Thì hôm nay bên em có mang đến và giới thiệu cho tất cả các bác một mẫu micro anh em có thể làm sự kiện, một dòng những cái dòng mic xử lý tín hiệu bằng bóng đèn em nhé. Rất là chuyên nghiệp và chúng ta có thể ghép bộ micro này trong những phòng karaoke cao cấp thì rất là tuyệt vời. Ở đây thì bên em cũng vừa mới khui để cho anh em xem nội thất ở bên trong cái bộ micro này. Đây là nội thất bên trong em nhé. Ok chưa? Và đây là mặt bên ngoài của bộ mic. Bên em vừa có kết nối xong với bộ dàn karaoke thì nó cho ra một chất âm rất là hay. Một bộ mic, một bộ dàn karaoke có hay hay không phải cần rất là nhiều yếu tố. Và đặc biệt khi anh em hát thì quan trọng nhất là bao giờ cũng là cái tiếng mic em nhé. Tiếng mic nó phải dày, nó phải sáng, nó phải đủ dài thì là hát nó mới hay, nó mới nhẹ. Ok chưa? Đó, thì đây là một trong cái dòng mic ULX8 đến từ thương hiệu LX Acoustic em nhé. Đến từ thương hiệu LX Acoustic, một trong những cái dòng mic xử lý tín hiệu bóng đèn rất là đẹp và rất là chuyên nghiệp. Ở đây tất cả đây, màn hình đây hiển thị rất là xịn sò. Có 3 màn hình anh em nhé. Đây có một màn hình chính này. Nó sẽ hiển thị là tần số sóng và những cái vạch pin của mic A và mic B. Còn bên này nó sẽ là cái màn hình của cái bóng đèn em nhé, bóng đèn. Tiếp đến bên tay trái thì nó sẽ có một cái màn hình logo nhỏ thương hiệu đến từ LX Acoustic. Đây là một trong các dòng mic phải nói là rất là chuyên nghiệp, tiếng mic hay. Cầm rất là bắt, cầm nó rất là chắc tay em nhé. Cầm nó rất là chắc tay luôn, rất là đầm tay. Bộ mic này thì quá đẹp luôn rồi. Bộ mic này thì quá ok luôn. Không chê vào đâu được anh em nhé. Còn đây, đây là bên trong bộ micro. Bên trong bộ micro em vừa rồi tháo ra đây. Thì phụ kiện này, đây, phụ kiện nó sẽ có hai cái sườn này nhé. Để chúng ta, hai cái tai này, để chúng ta sẽ bắt vào như thế này, anh em thấy không? Để chúng ta sẽ bắt vào như thế này. Thì là nó sẽ có cái lỗ tai này để anh em bắt vào cái tủ âm thanh. Thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Đây cũng vậy, đó, y như thế này luôn. Sử dụng rất là nhiều tụ. Cái bộ micro này nó rất là hay. Cái là cái cục nguồn của nó nằm ở bên trong này em nhé. Nó nằm bên trong này. Bình thường những cái bộ micro khác thì nó xử lý bằng những cục sạc nguồn adapter đúng không ạ? Cục rời ra ngoài. Nhưng mà cái này nó thiết kế ngay ở trong đây em nhé. Rất là hay. Đó, hai, đây là hai cái hộp sóng này, ok chưa? Xử lý tất cả là đều là những biên mạch rất là xịn sò, linh kiện đều linh kiện cắm hết, tụ lại rất là chất này, ok chưa? Và cái quan trọng nhất ở cái bộ mic này là nó xử lý tín hiệu bằng bóng đèn, xử lý tín hiệu bằng bóng đèn em nhé. Xử lý tín hiệu bóng đèn, anh em thấy chất chưa? Và phụ kiện đi kèm này, nó sẽ có những cái dấu anten và đặc biệt là cái bộ mic này là nó sử dụng sóng là sóng đầu 8 nhá. Sử dụng là sóng đầu 8. Bình thường những cái bộ mic karaoke gia đình đấy thì nó chỉ sử dụng là mic sóng đầu 6 thôi hoặc đầu 7 thôi cũng là ác rồi. Đó, bộ này lên tới đầu 8 luôn thì sóng của nó rất là khỏe, xa tầm 100 mét em nhá. Phụ kiện đi kèm tiếp là có những cái chống năn này. Đấy, chống ở đây là cái chống năn ở phần đuôi mic và cái này là cái đầu mic này, ok chưa? Đó, có pin anh em nhá, đầy đủ luôn. Hàng này thì rất là xịn sò rồi. Đây là dây nguồn. Đó, dây nguồn đây. Đó, dây nguồn hai chấu em nhé. Chúng ta cắm trực tiếp vào như là cắm vào vang đây. Ok chưa? Và đây là cái bộ tay mic. Tay mic ULX. Rất là đẹp. Sơn này, nước sơn anh em thấy không? Nước sơn này thì quá là chất rồi. Đó, nước sơn này thì cầm nó rất là sang, rất là xịn sò em nhé. Ok chưa? Hàng này thì bao chất luôn. Đẹp và đẳng cấp. Đó, ghép dàn karaoke cao cấp gia đình thì quá tuyệt vời luôn. Hoặc là chúng ta làm sự kiện sử dụng bộ mic này thì xứng đáng luôn em nhé. Trong cái tầm tiền báo giá luôn với tất cả các bác 4.600.000 đồng bao ship về tận nhà luôn.
hàng đẹp chính hãng, bảo hành cho tất cả anh em lên tới là 1 năm. Lỗi tháng đầu tiên chúng ta sẽ đổi mới ngay trong vòng 30 ngày anh em nhé. Tiếng mic rất là hay, em kết nhất là cái tiếng mic của cái bộ micro này. Đó. Alo thử cái tiếng mic nhá. Anh em cùng nghe này. 7 8 9 1 2 5 6 7 8 9. Tiếng mic rất là bắt, rất là dày em nhé. Nghe nó rất là lịnh giọng và nghe nó rất là sướng. Một trong cái mic đạt được rất là được rất là nhiều cái yếu tố cao ở trên cái bộ mic này. Nói chung là tiếng mic thì nó rất là ngọt, hát thì rất là nhẹ, đúng không ạ? Ở đây em đang sử dụng chỉ có một cặp loa thôi em nhé. Đang có một cặp loa bát 30 thôi. 6, 7, 8, 9. Anh em nghe tiếng mic thế nào, rất là ấm, đúng không ạ? Quá phê luôn, rất là phê. Đó, chỉ cần alo thử và chúng ta đã biết rồi. Đó, thì anh em quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. À, bây giờ sẽ karaoke thử một đoạn anh em nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. 6, 7, 8, 9, 1, 2. Anh em đang cùng em làm trực âm của bộ micro ULX8, một trong dòng mic rất là hay của bên em. Ngược lối cơn mưa chiều giăng giăng, anh tìm mãi dưới chân nghiêng bóng bó dài vàng vàng. Anh đặt tên cho kỷ niệm là nỗi đau của ngày hôm qua. Anh đặt tên chúng ta là nơi lạ. Có phải đêm qua thân chân để gấp con tim làm hàn, ngăn phải ôm lỗi đau, còn ngăn trái chưa hát nhiều màu. Kiếp sáng mang đến làm quang u sầu, sợ mai kia sự vai quá áo nhau. Anh đợi em, anh chọn ngàn nỗi đau. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng là quên người tìm con quá khứ. Để cho mưa lên la hỏi thăm, lẹn vào chỗ đi khi lưng trong ngầm. Ngày em đi theo cơn mưa ngâm, bầy chim lắc cánh, góc quang tìm nhau. Ai đông ai đêm đến bao, gió thì sâu. Hỏi mùa thu đang ru miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Điều có biết là lời nào không, có là lao trông như lá chiều bờ. Hỡi siêu vắng ơi, hỡi siêu vắng, bình bình chưa hết tôi phải tìm xa. Vì mai người ta đã đi lấy chồng. Rất ok các bạn. Thì với cái bộ mic này anh em có thể ghép những phòng karaoke rất cao cấp em nhé, hoặc là chúng ta chơi sự kiện ngoài trời thì đều rất là tuyệt vời. Tiếng mic rất là bay đúng không ạ? Đến đến 6, 7, 8, 9. Không phải đêm quan thân để gấp con tim làm hàn ngăn, cần phải ôm lỗi đau, còn ngăn trái chưa hát nhiệm màu. Kiếp sáng mang đến là khoảng cố dâu, sợ mai kia sự phai quá lao nhau. Anh đợi em, anh hãy cho ngàn nỗi đau. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng là quên quá khứ. Để cho mưa lần ra hỏi thăm, lên vào chỗ đi khi ướt trong lòng. Ngày em đi theo cơn mưa lâu, bầy chim lát cánh, khóc hoang tìm nhau. Ai đông ai đến hết bao, gió sầu.
Mọi mùa thu đang du miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Nhiều câu biết mơ lời nào không, còn là lòng.